Thu nhập của mình hàng tháng nó có chắc cũng phải cao lắm nên chị mới mua 2 chiếc ô tô rồi chứ. Cũng mật bí thì cũng nói cho mấy chú mừng thôi, thì một tháng thì cũng thu nhập khoảng được 70 triệu. Với lại con cái thì hai đứa con gái cứ khoảng ngày 30 cuối tháng thì gửi về mỗi đứa cho là 20. Ồ, Wow, vậy được Hai trăm đứa là mấy. 40. Vậy là một mình chị là một tháng chị thu nhập là 70 triệu, hai đứa con gái vừa về 40 triệu nữa là gần Đúng là rồi. 101 rồi. Ôi, thế ngoài cái nhà ra chị có còn đất ở đâu không? Chị còn 3 miếng đất nữa, Trời 3 miếng ơi. ở Long Khánh với 2 miếng ở dưới Hưng Long. Một miếng nó khoảng bao 3 nhiêu nền chị? nữa. Miếng khoảng mấy tỷ thôi à? 3 4 tỷ không? 3 4 tỷ, tổng hết 3 miếng là mười mấy tỷ rồi. Bởi Là vì chiếc xe chị lấy một tuần nữa hả? lấy từ hôm bao nhiêu 10 ngày có rồi đó, 10 Ồ, vậy ngày là chị đã đi được đâu chưa? chưa chưa đụng, Trời ơi. chỉ có từ salon chạy về thôi. Nhưng mà chị đang có một chiếc xe nhỏ kia mà sao mình lại mua thêm một chiếc nữa là Tự 2 chiếc ô tô nhiên luôn. thích, tự nhiên thích đi lên làm bảo trì chiếc kia, cái thấy chiếc này đẹp quá cái là dớt luôn. Mà ví dụ như mà chú nào anh nào mà đang ở trọ, đang xe ôm phụ hồ hay bảo vệ mà có tình cảm với mình, đạo đức mà đến với chị có đồng ý không? Chị đã nói là bình thường không có sao hết, nhưng mà với được như là cái người đó là nhìn vô cái đầu tiên là mình nhìn vô là người đó có thiện cảm với Thiện mình cảm là là được ok ha, thôi, đạo đức chứ là còn được. không quan tâm là người đó giàu hay nghèo, người đó công việc làm gì. Thế nên ví dụ như mà anh đó không có nhà luôn. Nó xa nhà chị rộng mà, về ở nhà chị. À. Nhà chị bảo không có ai Bốn ở phòng. đâu. Về ở nhà chị luôn. Ừ, À, đây là cái phòng để động phòng rồi nè. đây phòng của chị Đấy. đây. Trời ơi, đã vậy. Trời ơi, đẹp quá Không, người nào mà thứ gặp sự là có ha. Trời ơi, phúc nhà chị to nha. Với chú vô nhà chơi. Rồi, chào chị. Thì hôm nay tụi bên Minh Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chị tên là La Thanh Hằng, sinh năm 1967, năm nay là 58 tuổi. Nghề nghiệp là tự do. Nghề nghiệp tự do. Tình trạng hôn nhân của chị thế nào nhỉ? Nhưng hôn nhân của chị là đã ly dị từ năm 2003. Xe luôn. 2 ô tô luôn, ô tô kia 1 tỷ mấy mà chưa Đó, chạy bởi luôn. vậy nhiều khi mấy chú nó lên tận nhà để cho biết như là người thật việc thật, chứ không nhiều khi lại nói chị nổ hay là như thế nào đó. Thì cứ lên nhà, đây là nhà của chị đó, hai chiếc xe Không thì thật ra thì rồi chị đã bốn mời tụi em lên khá đó. lâu rồi mà tụi em thì cũng cũng hơi bận rộn nên là hôm nay mới có dịp cũng lên để thăm nhà chị để cho biết rõ là người thật việc thật. Không mà cái nhà này của chị thì đẹp á. Nhà đất ở đây là gần cả 10 tỷ thì Đất ở chưa đây mắc lắm chú. gần cả 10 tỷ chứ đâu ít gì. Cả nhà cả đất ở đây. Đây là thực tế người thật việc thật. Vậy là quá dễ quá đơn giản luôn. Nhưng mà hôm nay lên chương trình thì nhiều anh sẽ muốn về đây ở rể đấy, nhưng mà em chỉ sợ chị là khó, chị khắt khe với anh ấy, tội nghiệp với anh thôi. Không, anh nào có duyên thì sẽ chịu ok thôi. Tính chị cũng hiền mà ha, mình không nóng Tại tính. vì mấy chú biết là nhiều khi mình đã bỏ công việc để đi xuống tận dưới đó để mình kết nối, thì tất nhiên là trong lòng mình cũng đã định hướng rồi, mình muốn kiếm một người rồi, nên mình mới bỏ công bỏ việc mình đi về dưới đó. Đó thì Thế bây giờ có nhiều người họ lại nói là thứ nhất này giàu có này kinh tế ổn định đi, mình chưa nói là giàu có ở đây khá giả ổn định, nhan sắc thì khá là đẹp, nói chung là đẹp so với độ tuổi của chị là quá đẹp quá trẻ luôn, thì tại sao mà phải lên chương trình? Thế thì chị sẽ chia sẻ với mọi người đó như thế nào? thì chị cũng nói hồi nãy rồi là nhiều khi trong cái về cái đường đời á, Tình mình ra cảm. đời á là mình may mắn về cái việc làm ăn, nhưng chưa chắc gì mình đã may mắn về mặt tình cảm. Chưa chắc gì ông đời ông trời cho mình cái này thì ông sẽ lấy của mình cái khác. Mình may mắn về mặt kia thì cái mặt tình cảm chưa chắc gì mình đã được may mắn. Đó, đúng Đó rồi. nên từ cái chỗ mình chưa được may mắn thì mình phải đi tìm, đi kiếm. Thì đấy là em hỏi thực tế người thật việc thật luôn. Đây gọi là nhân vật chính trả lời luôn để cho biết rõ, tại vì ai cuộc sống mà không có ai mà hoàn hảo hết được, Đúng mình rồi. được cái mặt này mình sẽ mất cái mặt Đúng kia, rồi. nhưng mà ai cũng có nhu cầu hạnh phúc hết, quan trọng là cái hạnh phúc của mình nó văn minh lịch sự, nó đúng đắn, nó đúng theo thuần phong mỹ tục thì chắc chắn là ai cả gia đình cả xã hội ai cũng ủng hộ.
Ngay bản thân chị là trong gia đình của chị là con chị đã ủng hộ rồi. Thì mình cũng đúng đắn, chẳng ai phản đối mình hết ha. Đấy. Với lại theo như chị nghĩ là nhiều khi là những người lên chương trình thì nó sẽ là người thật việc thật hơn. Còn nhiều khi ở ra ngoài đời, mình gặp ở ngoài đời nó chưa chắc, thì mình không biết được cái nguồn gốc người ta ở đâu. Đó, nhiều khi cũng sợ. Đó, hôm qua thì cũng nằm coi cái chương trình của cái hai cái cô chú anh chị gì mà thành hôn rồi đó. À, thành đôi. Dạ. Yeah. Đó là cặp đôi của tụi em kết nối thành đó, công là chủ nhật tuần trước. Đúng rồi. Đó là anh Tuấn. Anh Tuấn là nhà ở Tràng Bom. Còn chị Hoa thì cũng làm công nhân bình thường thôi. Đó, rồi, anh chị đến rồi, với nhau rất hạnh phúc. Nào nữa mà mới có 3 ngày á chú cũng dẫn tới đó. Rồi, đó là một anh ở Thủ Đức và một chị là chị bé em cũng làm bên spa. Đó, thì hai người cũng đã kết nối thành công mới sau này. Đúng rồi đó. Còn mấy cặp mới sau này có nhiều lắm. Nói chung chương trình của em cũng mấy chục cặp rồi. Nhưng mà tại vì có điều kiện xa xôi, tụi em không có thể đến quay trực tiếp được. Có những cặp nào gần Biên Hòa thì anh em tụi em mới đến tận nơi để chúc mừng thôi. Còn không là tụi em chỉ gửi lời chúc mừng từ xa thôi. Thôi nếu mà giờ cho chị hỏi luôn là ví dụ trình thật mà chị mà kiếm được một người như vậy thì mấy chú có bớt chút thời gian để lên đây vui với tụi trời ơi, chị là ưu tiên đặc biệt rồi chứ. Tụi em là chị mà đám cưới là tụi em lên đây ăn 3 ngày luôn. Vậy hả? Ừ. Ok nha. Dạ. Nói là nhớ. Chỉ có 2 chiếc xe hơi rồi. Chứ nếu mà không có xe hơi là tụi em tài trợ xe giúp nhau luôn. À. Còn chị thì chưa xe rồi. Cũng cầu xin là gặp được một người biết yêu thương chị, xong rồi hai người đến được với nhau là chị cũng báo bên chương trình đó. Dạ. Là để cho mấy chú lên để chúc mừng. Dạ. Nhưng mà chị quay lại cái vấn đề mà cái tiêu chí của mình chút xíu. Chị không thích nhất cái điều gì ở cái người đàn ông? Chị không thích người đàn ông gia trưởng. Gia trưởng. Chị không thích. Gia trưởng là không thích ha. Còn ngoài ra ví dụ như là bia rượu, hút thuốc còn này kia mình có kiêng cữ vấn đề đó không? À, bia rượu chẳng hạn như những ngày đám cưới tiệc tùng ok, nhưng mà đừng có bê tha quá. Bê tha quá, nát quá là không được. Còn những ngày như hàng đám tiệc đám tùng thì không thể nào tránh khỏi cái chuyện đó. Chị không bao giờ nói. Nhưng mà đừng có, nhưng mà lúc nào cũng không lo làm ăn mà chỉ biết bê tha về rượu chè là chị không chấp nhận chuyện đó. Không, chị là mẫu người giống như kiểu là phụ nữ hiện đại ha, cũng không có quan trọng với đó nhiều. Đúng rồi. Quan trọng là ok là được. Tùng đám cưới rồi họ uống là bình thường, không sao. Vậy là quá tốt rồi. Thế thì con chị chính là người động viên chị để cho chị lấy cái tinh thần động lực để chị lên chương trình hả? Cũng bữa hơi bất ngờ đấy. Đang lên đó là cháu điện đó, hỏi mẹ đi tới nơi chưa đó. Quá hạnh phúc rồi. Cứ điện về hỏi là mẹ ơi mẹ gặp được ai chưa? Nếu vậy mà chú nào mà đến với chị là chú đó rất là may mắn đấy. Đúng rồi đó. Rồi quá tuyệt vời luôn. Em biết nó nói là sao không? Nói sao? Mẹ kiếm một người nghèo cũng được, con lo cho chú đó luôn. Trời ơi. Quá tuyệt. Tội nghiệp ha, dễ thương con ha. Con lo cho chú đó luôn. Nó nói vậy luôn đó. Dễ thương. Con chị cũng tâm lý thương mẹ, sợ mẹ buồn. Tại vì nó không phải, nó nói là từ lúc mà ly dị xong á, là mẹ ta nuôi tụi con lớn á, không có lo ăn chơi gì hết. Nên là giờ tụi con trưởng thành, tụi con cũng có kinh tế, nên là tụi con dư sức, tụi con lo cho mẹ. Nên là bây giờ mẹ lấy một người biết thương yêu mẹ là đủ rồi. Là con nuôi chú đó luôn cũng được, không sao. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Không, con chị phải nói là rất tuyệt vời. Con với chị dư sức. Ơi, chị không... Nói chung là mình sống, con mình thương mình là một chuyện, nhưng mình phải có cái tự lập của mình, không nên nhờ và ỷ vào con cái quá. Một tháng mà thu nhập tới 110 triệu mà xài sao mà hết được không? Vậy là chị lại lấy cái đó đi kinh doanh tiếp. Đúng ha? Đúng rồi, tiền đẻ ra tiền. Rồi. Nhưng mà mấy lô đất trên kia là mình mua để dành hay chị mua kinh doanh để bán? Không, chị mua để dành với mua đó. Dành thôi, ví dụ như 5, 10 năm sau khi mình già rồi đó, thì mình có thể mình bán cái đó đi để mình dưỡng già. Chứ nhiều khi mình làm về cái mảng này thì biết đâu một ngày đó mình thất bại thì sao. Đúng mình rồi. Không có một cái gọi là của để dành. Còn bây giờ cái 3 lô đất đó là để cái lúc mà mình già rồi đó, là mình không còn sức lao động nữa thì mình có thể bán 3 lô đất. Thế bây giờ em hỏi thật nhá, cái này không phải là cái gì hết, nhưng mà hỏi thực tế luôn á. Tất cả mà đất, cả nhà của chị, nói chung là nôm na là cả tài sản của mình đi, thì tổng của chị là khoảng mấy chục tỷ. Không có đâu. Không có đâu. Chị cứ khiêm tốn. Nguyên cái này là tính sơ sơ, cái nhà đang ở đây là 10 tỷ rồi nè. Không có đâu. Đó. Chắc sơ sơ cũng phải tầm 30-40 ha. Thôi vậy được rồi. Đó. Đừng có nói bao nhiêu. Chị khiêm tốn. Nhưng mà mình nhìn mình cũng biết rồi. Đúng rồi. Nhầm nhầm là cũng ra rồi. Nguyên cái nhà ở đây đất, khu này đắt lắm.
Nói chung chị có nhìn sơ là chị đã hiểu với chị sao rồi. Chị có dư chị mới mua được 2 chiếc xe ô tô để không. Một chiếc thôi, người ta kiếm một chiếc là chị 2 chiếc để không. Bây giờ ví dụ mà chú anh nào về, chú nào về, chị có nhường cho anh chiếc đi không? Ủa thì đã là chồng của mình thì cũng là của chung thôi, có gì đâu. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Em đừng lấy xe mà chị đi chở cô khác là được. Đó là không được rồi ha. Đúng không chú? Rồi, quá dễ thương luôn á. Chị hiền ha. Chị hiền dễ thương mà. Nhưng mà nó thật là một lần nữa là nãy giờ bà khen chị trẻ, thật sự nó so độ tuổi 58 là chị khá trẻ á. Dạ. Dạ, chắc chị cũng chăm chú vào cái vẻ bề ngoài của mình đúng không? Bây giờ mình cũng phải chăm cho cái nhan sắc mình tí xíu. Mình cũng không có phải là kinh tế quá ấy đi mà mình bỏ bê cái nhan sắc của mình chi, đúng không? Dạ. Thế bây giờ mình lên chương trình mình có quan trọng là độ tuổi bao nhiêu không? Hay là già trẻ chị cũng được? Nhất là người đó nếu mà gặp được người tuổi Mão thì càng tốt. Nhưng mà nếu mà nhỏ hơn thì khoảng nhỏ hơn khoảng 2-3 tuổi thôi. 2-3 tuổi. Chứ đừng nhỏ hơn nhiều. Còn lớn hơn mà ví dụ 60-70 được không? Khoảng chừng là 65 đổ lại thôi chứ không được. 67-68 được không? Không, 65 đổ lại được rồi. Rồi. 65 đổ lại. Tùy duyên ha. Tùy duyên. Nhiều khi mà gặp mình thích là được. Em nói chị nha, ở Việt Nam mình chưa biết nha, nhưng mà ví dụ ở bên nước ngoài tầm 70 tuổi trẻ lắm á chị nha. Đúng rồi. Đó 70-75 còn trẻ lắm á. Nên là tùy duyên. Cái này cái tùy duyên là ra nãy chị đã nói rồi. Nhiều khi gặp chú nào 75 là cũng thích luôn đó chứ. Cái nhìn đầu tiên mà mình có thiện cảm là ok. Dạ. Quá dễ. Và chị ở đây một mình cái nhà này thì mình có buồn thì mình làm những cái gì? Buồn đó là chị hay hát karaoke rồi đi hát cho nhau nghe. Cái phòng dàn karaoke này nhà chị hát chắc cũng hay ha. Cái dàn nhà chị hay lắm á. Âm thanh nó ok lắm. Vậy là vui rồi. Cái nhà này theo em cảm nhận thì có vẻ là cũng ít người lui tới. Chị ít ăn nhậu lắm. Đúng không? Chị không, ít bạn bè giao lưu đúng không? Ăn nhậu. Tại vì em biết sao, nhiều khi nói chung là cái tính cái hơi kỹ tính. Chị tới đông người rồi xong lại phải dọn dẹp á, cái là cứ mỗi lần muốn ăn chơi gì là tụi chị ra ngoài quán. Xong rồi đi ra ngoài quán chơi luôn chứ còn là chỉ có hẹn hò nhau là ở ngoài quán là đi chơi thôi chứ ít kéo về nhà. Đó, nên là cái nhà là rất là mới ha. Rất là sạch sẽ gọn gàng nên thôi các anh nào chú nào về cũng không lo là phải quét dọn. Đúng sạch. Có bà vú mà. Có bà vú, sáng bà vú làm. Rồi, quá tuyệt quá. Về là chạy xe thôi, chở chị Hằng đi chơi du lịch làm ăn. Và bây giờ là cái tâm nguyện của chị là kiếm anh nào về đó là chỉ có đi cùng chị đi làm ăn hay là đi du lịch đây đó thôi ha. Đúng rồi. Chứ còn ngoài cái làm ăn thu nhập ra thì buồn thì đi du lịch với nhau. Còn bây giờ ví dụ anh nào mà anh ấy về nhà chị mà anh không có việc làm thì chị có hỗ trợ và chị tạo được cái việc làm cho anh không? Trời ơi em ơi, ở đây việc làm nhiều lắm. Chị hỏi là như anh đó có chịu làm hay không thôi, chứ còn việc thì nhiều. Về đây không có sợ thất nghiệp đâu. Dạ. Là ok ha. Nhưng mà ví dụ anh muốn đi làm thì tốt, còn vì anh không muốn đi làm, anh chỉ ở nhà chở chị đi thôi thì đều đồng ý không? Ý là chở chị đi đây đó. Chở chị đi đây công việc. Đó hả? Đi công việc. Cũng ok. Rồi. Wow, tuyệt vời luôn á. Thế thì bây giờ chị dẫn tụi em đi tham quan cái nhà chị cái ha. Đó. Lên lầu trước hả? Lên lầu luôn. Anh cầm giùm em cái này. Đó, trời ơi. Nhà mới ha. Đó. Tại biết sao con chó nó hay chạy lên đây nó phá này. Phải để cái này để chặn lại không cho nó lên. Trời ơi, quá đã luôn. Trời ơi, có máy chạy bộ nữa hả? Gì em? Bảo chị có máy tập thể dục nữa nè. Có nè. Có máy massage nằm trong phòng chị luôn. Trời ơi, máy massage luôn. Quá đã. Cho em vô. Trời ơi rộng vậy. Rộng lắm.
Trời ơi, nhà chị sâu bao nhiêu mét? 30. Trời ơi. Vậy là cái phòng này là trống hả? Trống, hai phòng trống. Bây giờ ví dụ anh nào về là anh muốn ở ngủ riêng lành ở đây đúng không? Không, ví dụ mà đâu, phòng chị đâu? Ví dụ giận, phòng kia dưới. Ví dụ giận là chạy lên đây. À, giận là trên đây là bỏ trống, không ai sử dụng hết. Đúng rồi, chạy lên, giận là lên đây. Trời ơi, nguyên một cái không gian này là bỏ trống luôn. Ừ, bỏ trống có ai ở đâu. Trời ơi, quá đã luôn, quá tuyệt vời. Rồi, rồi đi xuống chị. Cái này giống như ở trên này là một căn nhà thứ hai này ha. Ừ, thì trên là hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ này bỏ trống rồi. Máy chạy bộ này. Ừ. Quá tuyệt vời. Đi ăn uống gì đi mấy em này, đi ăn uống đi. Chiều rồi. Ăn ở đâu? Ai biết để hỏi mấy chú này ăn gì. Mày xách cái quạt xuống dưới giùm tao với. Rồi. Đi từ từ chị. Nhà chị đông quá em đi không kịp về. Đâu, từ từ anh. Đây đây. Trời ơi. Dưới này cũng hai phòng ngủ luôn. Hai phòng ngủ. Đâu phòng của chị đâu? Đây phòng anh. À, đây là cái phòng để động phòng rồi nè. Đây, phòng của chị đây. Trời ơi, đã vậy. Trời ơi, đẹp quá ha. Không, người nào mà thứ thật sự là có ổ lốt à. Trời ơi, đây là trang điểm rồi này, đây mang vô rồi. Thôi, nhưng mà quen là ok đúng không chị, đâu có gì đâu ha. Rồi, mấy công người ta kêu là mấy anh con trai vô phòng chị chi. Trời ơi, mấy lạnh mát rồi. Rồi, rút anh lui lại, đó. Hôm nào anh nào về là ok, là động phòng ở đây này. Quá tuyệt vời. À, đây là phòng ăn, đây, nhà bếp. Ồ, xe bếp ba này. Đây phòng xe bếp. Xe này là cùng hãng với lại chiếc xe này luôn. Phòng bếp phòng ăn. Trời, chiếc xe này không là cũng cả 100 triệu đúng không chị? 80. 80 triệu. Trời ơi, đẹp ha. Cái này là nó cùng hãng với cái sư tử đó luôn đó. Wow, Pigo ha. Trời ơi. Chạy ngon lắm. Chiếc Pro này chạy ngon lắm. Bếp này đẹp ha. Đó. Chiếc xe không à? Đâu, đi xem một chiếc xe xế hộp của chị mới lấy đâu. Trời ơi, đẹp vậy. Trời, xe này là mới lấy đây. Mới lấy đó. Mới mua đó chị. Mà chồng mày để xe dưới trời hả? Thì có đi đâu bụi. Nhà tao. Chị ra đây, chị ra đây. Nhà tao lấy cái đồ tao chùm lại. Đứng đây, chị đứng đây, đứng đây. Là chị xe, chiếc xe này chị lấy một tuần nữa hả? Lấy từ hôm bao nhiêu? 10 ngày có rồi đó. Ồ, vậy là chị đã đi được đâu chưa? Chưa đụng. Trời ơi. Chỉ có từ salon chạy về thôi. Nhưng mà chị đang có một chiếc xe nhỏ kia mà sao mình lại mua thêm một chiếc nữa là hai chiếc ô tô luôn. Tự nhiên thích. Đi lên làm bảo trì chiếc kia cái thấy chiếc này đẹp quá cái là dớt luôn. Trời ơi, chị mua ô tô mà giống như đi chợ mua bao lâu vậy trời. Thích là mua. Ở đây vậy em mà. Vậy à chị? Trời ơi, dòng dây này là nha dữ nha. Dữ luôn. Dạ, thích là mua. Trời ơi. Mua về không phải là chứ, bấm cái biển số cũng được đẹp này. Không nói... Vừa thần tài vừa tiền nè em. Ồ, không nói thật đó chứ. Tại vì khi mà mua một ô tô là người ta phải tích góp rồi vay mượn rồi này kia mới mua được ô tô. Còn chị thích thì chị mua. Ở đây, thích là mua. Chứ mua thậm chí là mua về chưa đi nữa. Đó, đi chưa đụng tới nữa đó. Trời ơi. Đây, quay cái nhà cho chị, của chị cho mọi người xem này. Đó, thấy chưa? Lầu quá đã luôn. Rồi bây giờ anh em mình đi một phòng trước đi, phòng khách đi ha. Chị đi phòng khách đi. Chị đi, chị luôn đi, cái mic đang ở cổ chị đi lên trước giùm em luôn. Chàng ơi, lên đây phòng khách, lên đây phòng khách giùm em. Đó để cho mọi người xem cái sân. Cho chị Hà lên phòng khách giùm em. Trời ơi. Quá đã luôn, cái gì shipper nhìn gì á. Né cái này cho anh ơi, né cái này. Nhấc một cái mic. Vô đợi nhá. Đây. Đây là trước cửa nhà chị này. Đây. Cây cổ này, trước cửa này. Đó, trời ơi. Quá đã luôn. Trời ơi, nhà chị đi hết một vòng chắc cũng mỏi chân nữa chứ. Mỏi nữa. Cái này anh mới dứt, anh mới nhặt à? Rồi. Mấy nhà đây họ không được rộng như nhà của chị đâu. Trời ơi, nhà chị rộng thiệt đấy. 30 mét là rộng lắm á. Sâu 30 mét, còn bề ngang là 9 mét mấy rồi.
Vậy là tính mà bề ngang là 9m cho 10m đi. 10m mà sâu 30m là nhà chị là gần 300 mặt sàn rồi. Gần 300 mặt mét vuông á. Rộng ha. Cái này là đúng kiểu mà xây biệt thự luôn á. Rồi mà bây giờ chị cứ ăn rồi chị làm việc ở dưới đây thôi. Trên lầu là coi như bỏ trống luôn. Bỏ trống ai ở đâu. Trời ơi. Tuần lên lầu lần. Tuần lên lầu lần. Quá tuyệt vời luôn. Nói chung là nhà chị chẳng thiếu gì hết nhỉ. Thiếu mỗi tiền. Không, thiếu một anh nào đó. Thiếu anh nào đó về chạy xe. Thiếu anh tài xế. Đúng rồi, thiếu anh tài xế thôi. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Thì hôm nay thì anh em tụi em tới đây thì trước hết là hỏi thăm sức khỏe của chị. Sau đó là cũng thăm rồi tìm hiểu để cho biết rõ nhà chị ha. Cho nó cụ thể, người thật việc thật luôn. Thì trước khi kết thúc thì em cũng muốn hỏi chị là chị có điều gì chị muốn tâm sự chia sẻ với các anh các chú đang theo dõi câu chuyện của mình không? Thì chị cũng muốn nhắn nhủ với mấy chú nếu mà quan tâm tới chị thì hãy lên chương trình để xin kết nối từ Huy Hùng. Rồi, toàn thể anh em trong đội của em. Đó, để được kết nối với chị. Rồi còn nếu mà về với mình thì mình hứa là sao nhỉ? Mình có ăn hiếp không? Thì không, chị vẫn trân trọng đàng hoàng. Dạ. Tại vì người ta cũng nếu mà đã nói là về sống với mình thì là họ là chồng của mình rồi. Thì mình phải trân trọng chứ. Không, em hỏi dùm mấy anh mấy chú thôi. Rồi, cũng trước hết là cũng cảm ơn chị thay mặt anh em. Cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình. Và cách đây khoảng 2-3 tuần chị có lên chương trình của tụi em ha. Cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình. Và cũng thay mặt anh em cũng chúc chị luôn mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn thuận lợi, đặc biệt là sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Và anh em sẽ giúp chị thực hiện điều đó. Rồi hôm nay đến đây thì em cũng xin phép hỏi chị là mình có cam kết tất cả thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Chị quan cam kết những điều chị nói ra hoàn toàn sự thật. Chị có đồng ý cho mọi người chia sẻ hình ảnh video của chị cũng như là thông tin của mình, nhà mình chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau, cam kết là không gỡ xuống, chị có đồng ý không? Có. Đồng ý ha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Cười cái gói nhưng mà cuối căng thẳng vậy. Cảm ơn tất cả anh em trong ekip. Dạ. Yeah. Rồi. Đến nhà chị để chia sẻ thực tế. Dạ. Yeah. Chia sẻ thực tế. Dạ. Yeah. Rồi cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Các anh nào, chú nào có ý định nghiêm túc muốn kết nối với chị hãy liên hệ với chương trình. Rồi cũng xin nhắn gửi toàn thể quý vị khán giả luôn. Ai có ý định nghiêm túc, lấy ý định nghiêm túc nha, trong và ngoài nước đều tham gia được thì cứ hãy liên hệ với chương trình, người chương trình sẽ tư vấn người thật việc thật đâu ở đó rõ ràng chị ha, thực tế. Rồi, xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đặc biệt là nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Chị thiết kế cái anh uống bớt chưa? Đã nhiều rồi. Đỡ nhiều rồi, anh uống được mấy chai rồi? Anh uống chẳng phải gần chục chai. Rồi, thế thì trước khi anh uống cái tình trạng bệnh anh thế nào? Coi như hồi trước á là cái bàn tay mình để thẳng ra gì phải không? Dạ. Yeah. Là chỗ cái khớp ngón á là... Cái khớp ngón ở cái bàn á. Nó sưng yeah. lên. Dạ. Yeah. Nó phù lên, bây giờ nó xẹp rồi bằng luôn rồi. Ồ, vậy là nó sưng ngay cái khớp rồi anh thoái hóa khớp tay đó ha? Rồi. Rồi nó bị tê bì nó bây giờ thì nó còn tê nhưng mà cái sưng thì nó đỡ nhiều lắm rồi. Sau khi anh uống được mấy ngày thì nó bớt anh? Anh uống coi như là khoảng sang ngày thứ hai là anh thấy có cảm giác nó lạ rồi. Ồ, và thì 10 phần anh bớt được mấy phần rồi? 10 phần rồi bớt chắc cũng phải là 8 rồi. 8 phần rồi. Ý em hỏi anh là anh uống được mấy chai thì cảm giác là nó bớt? Thì nó từ chai thứ nhất đi là bắt đầu nó từ từ nó bớt rồi. À, hết chai thứ nhất là bắt đầu là bớt từ từ rồi ha. Vô tình anh hai cái bàn tay anh đan vào nhau cái anh giật mình luôn. Dạ. Yeah. Anh giật mình cái máu trời xong mà tự nhiên nó xẹp dữ vậy. Vậy là anh hợp thuốc á, may mắn á, chúc mừng anh. Chứ bình thường thì phải 1-2 chai thì bắt đầu nó mới chuyển biến từ từ. Còn yeah. anh uống đến ngày thứ hai là anh có cảm giác nó khác rồi. Dạ yeah, dạ, yeah. Vậy là anh hợp thuốc á. Anh ở đâu nhỉ? Rồi. Anh ở Hồ Nai này, ngay gần em này. À, Hồ Nai đúng rồi. Hồ Nai đúng rồi. Vậy thì để em gửi cho anh một chai nữa nhá. Rồi, ok. Rồi, ok cảm anh. Uống tốt nha. Thì anh giới thiệu giúp em nhá. Rồi, rồi. Có giới thiệu mấy người rồi. Người ta cũng mua rồi đấy. Rồi, em cảm ơn anh. Em chào anh nhá. Rồi, rồi, rồi. Dạ. Yeah.